Ôi em này, chứng nhận Phật tử Nguyễn Thị Tứ, hiệu rượu hiệu là rượu hoa, sinh năm 31, An Lâm Thái Sơn, Hàm Yên, Tuyên Quang. Trời ơi, đấy, nhìn bà trẻ măng nhỉ, non choẹt. Trẻ không? Trẻ măng nhỉ. Cái này bóng to ra để thờ vậy. Khiếp. Kinh chết rồi. Nói sợ thế. Lôi. 40 năm nữa mới chết thì như đi làm ảnh thờ kinh chết. Nói 40 năm. Nhìn xinh phết nhỉ. Cái này là nó chụp lâu rồi chứ. Này. Ngày còn con gái phải không? Còn thiếu nữ. Ôi giời ơi. Chết dở. Nguyễn Thị Tứ trẻ quá.